Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nghe Nhìn Việt Nam. Video trước thì mình đã trên tay cho các bạn mẫu Xiaomi Black Shark 4 rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mẫu đàn anh của nó, đó chính là chiếc Xiaomi Black Shark 4 Pro. Và chúng ta hãy cùng xem rằng liệu nó có thay đổi nhiều không so với chiếc Black Shark 4 nha. Đầu tiên ở chiếc hộp này thì mình thấy rằng nó rất là giống nhau rồi, chúng ta sẽ không cần phải đi xem qua nữa. Ngoài cái việc là ở phía sau này thì nó sẽ có cái thông số đó. Và chúng ta hãy cùng nhau mở hộp chiếc Black Shark 4 Pro. Máy thì mình đã lấy ra rồi, còn ở phía trên này thì chúng ta có phụ kiện. Phụ kiện thì chúng ta sẽ có xem là nó thì thay đổi hay không. Và đây thì phụ kiện của chiếc Black Shark 4 Pro thì nó cũng không hề thay đổi một chút nào. Vẫn là cái ốp lưng kiểu trong suốt như thế này. Và mình sẽ thử ốp lên luôn nha các bạn thấy nhá. Đây. Đó, và mình ốp lên. Nhìn cũng bình thường thôi đúng không? Không có gì đặc biệt quá. Rồi, ở phía dưới này sẽ còn có gì? Thì vẫn như chiếc Black Shark 4 thường, đó chính là chúng ta vẫn có một cục sạc 120W, không có sự phân biệt nào ở đây cả, và vẫn có dây cáp. Rồi, đó là tất cả những cái phụ kiện đi kèm với chiếc Xiaomi Black Shark 4 Pro. Ngay từ phần thiết kế bên ngoài này thì chắc các bạn cũng có thể thấy rằng năm nay Black Shark 4 và cũng như là Black Shark 4 Pro nó không làm khác biệt nhau quá nhiều. Mình có thể điểm qua một số cái điểm khác biệt nhau về ngoại hình nhá, nó chỉ là một số chi tiết nhỏ thôi. Ở mặt lưng thì đây là mặt lưng kính. Nó khác so với chiếc Black Shark 4 thường là mạch lưng nhựa. Và nó sẽ cũng bỏ đi cái họa tiết hình chữ X này. Tuy nhiên thì nó lại thêm vào đây cái logo có thể phát sáng được. Thì cái logo này thực tế là mình thấy rằng nó cũng không quá nhiều mang quá nhiều cái tác dụng ấy. Và nó cũng không làm nổi bật lên cái mặt lưng của chiếc Black Shark 4 Pro này. Nó không như là Red Magic 6 cũng như là LG Phone 5. Và các bạn sẽ có thêm một cái dòng chữ Black Shark ở đây nữa này. Cụm camera thì vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả về thiết kế. Ở xung quanh này thì nó cũng không khác biệt gì so với chiếc Black Shark 4 thường cả. Và đây vẫn là hai cái phím trigger. Đấy, các bạn có thể khởi động lên như thế này. Và những cái phím trigger này thì chúng ta hoàn toàn có thể tùy chỉnh cái tác dụng của nó. Ví dụ như phím bên phải này ở dưới thì mình đang tùy chỉnh cái chế độ một tay. Khi mình nhấn giữ vào thì máy sẽ mở ra chế độ một tay đó. Và phím bên trên thì mình đang để ở chế độ đó chính là chụp ảnh màn hình. Đó, máy là chụp ảnh. Về thông số kích thước thì chiếc máy này cũng tương đương so với chiếc Black Shark 4 thường. Tuy nhiên thì nó sẽ nặng hơn 10g, có nghĩa là cái chiếc máy này nặng khoảng 220g. Về RAM thì chiếc máy này có phiên bản tiêu chuẩn thấp nhất đã là 8GB và ROM là 256GB rồi. Khác với so với phiên bản thường là có RAM 6GB và bộ nhớ trong có thể tùy chọn là 128GB. Cụm camera của máy thì chỉ có khác biệt duy nhất, đó chính là cảm biến chính được nâng lên là 64 chấm. Còn cảm biến góc rộng, cảm biến macro cũng như là camera selfie thì vẫn giữ nguyên. Khác biệt lớn nhất ở đây như mình đã nói đó chính là về cấu hình. Con chip của chiếc máy này được nâng cấp từ Snapdragon 870 lên Snapdragon 888. Tuy nhiên thì nó sẽ có tinh chỉnh một chút. Đó chính là chiếc Black Shark 4 Pro này thì sẽ có bộ nhớ lưu trữ có kết cấu kết hợp từ bộ nhớ USB 3.1 đi kèm với một ổ SSD tùy chỉnh nữa, cho phép cải thiện tốc độ đọc lên tới 55% và tốc độ ghi lên tới 69%. Từ đó thì máy có thể tăng tốc độ load game, đặc biệt là với những tựa game có dung lượng lớn. Mặc dù thì hai chiếc máy này đều sử dụng RAM là LPDDR5, tuy nhiên thì có bản Pro có tốc độ cao hơn, cụ thể là 6400 Mbps/giây so với 5500 Mbps/giây. Ngoài ra thì máy cũng có hệ thống âm thanh chất lượng tốt hơn với công suất là 15W, và cái âm bass của nó thì cũng tốt hơn nữa so với phiên bản thường. Những thông số còn lại rất giống nhau, ví dụ như là màn hình đều là sử dụng tấm nền E4 AMOLED, kích thước là 6.67 inch, độ phân giải là Full HD cộng này. Tần số quét là 144Hz và hỗ trợ HDR10 cộng cũng như là độ sáng tối đa lên tới 1300 nit, và cái tốc độ lấy mẫu cảm ứng thì vẫn là 720Hz cao nhất trên hệ thống hiện nay, và cái độ phủ màu thì vẫn lên tới 111% gam màu DCI-V3. Viên pin thì vẫn có dung lượng là 4500 mAh, sạc nhanh 120W, tuy nhiên thì nó chỉ mất khoảng 15 phút để sạc đầy 100%. Tóm lại thì với chiếc Xiaomi Black Shark 4 Pro này thì các bạn sẽ được nâng cấp hơn một chút. Đầu tiên thì sẽ là về vi xử lý Snapdragon 870 nâng lên là Snapdragon 888. Bản tiêu chuẩn của nó thì đã có RAM 8GB và bộ trong là 256GB rồi. Tất nhiên là cái cấu hình bên trong thì nó cũng mạnh hơn một chút. Tuy nhiên, với mức giá cho sản phẩm này ở cửa hàng điện tử hay lên tới khoảng 15-19 triệu, có nghĩa là chênh lệch khoảng 6 triệu so với phiên bản Black Shark 4 thường, thì mình nghĩ rằng cái mức chênh lệch này nó hơi cao một chút. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái chiếc Black Shark 4 thường, nó có mức giá chỉ khoảng 10 triệu đồng mà thôi. Và cái cấu hình bên trong của máy thì cũng rất là mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà với những ai chi phí không phải vấn đề quan trọng thì đây vẫn là một chiếc máy nó rất là đáng sở hữu. Với cái cấu hình như vậy, nếu mà so sánh với đối thủ thì nó không hề thua kém một chút nào. Ở đây điểm AnTuTu của máy thì mình chấm được là 748.000 điểm và vẫn là cái AnTuTu V8.3.4. Đó, thì các bạn có thể so sánh với những cái sản phẩm khác mình đã trên tay cho các bạn. Như vậy trong năm nay thì Xiaomi đã ra mắt hai chiếc gaming phone mới nhất của họ, đó chính là Black Shark 4 Pro và bên này là chiếc Black Shark 4 thường. Thì các bạn thấy thích hơn với chiếc điện thoại nào? Đối với mình thì Black Shark 4 năm nay thì không phải là một cái sản phẩm nó cạnh tranh quá nhiều so với chiếc LG Phone 5 cũng như là Red Magic 6, bởi vì là về ngay phần thiết kế thì mình cảm thấy không thích
cái dòng Black Shark 4 này của Xiaomi. Tuy nhiên thì về cái cấu hình bên trong thì đây vẫn là một cái cấu hình nó rất là đáng sở hữu dành cho các bạn. Năm nay thì Xiaomi cũng đưa ra một cái thiết kế nó trung hòa hơn, nó phù hợp với nhiều người hơn. Thì các bạn cảm thấy như nào về cách làm năm nay của Xiaomi? Các bạn hãy comment ở phía bên dưới nhá. Mình là Xuân Nhân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam.